Hòa Minzy và chồng cũ hội ngộ đưa con đi khai giảng. Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải từng có chuyện tình đẹp và đứa con trai chung là bé Bo. Tuy nhiên cả hai đã quyết định chia tay. Tuy vậy Hòa Minzy và chồng cũ vẫn rất thoải mái khi gặp gỡ cùng đưa bé Bo đến trường. Ngày 5 tháng 9, Minh Hải chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng Hòa Minzy và con trai là bé Bo. Cả hai hội ngộ để cùng đưa con trai đi khai giảng. Trong ảnh, giọng ca rời bỏ ngồi cùng chiếc xe hơi với chồng cũ. Vui vẻ tương tác như chưa từng có cuộc chia ly nào. Cuộc gặp gỡ giữa Hòa Minzy và chồng cũ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người hâm mộ tán dương trước mối quan hệ hòa thuận êm đẹp của cả hai, dù không còn yêu nhau. Fan còn soi được động thái đầy văn minh của Hòa Minzy. Trong bài đăng, Minh Hải viết, cùng nhau đi khai giảng thôi nào, và gắn thẻ Hòa Minzy. Dưới phần bình luận, cô để lại lời nhắn, dù thế nào vẫn mãi là gia đình bố Bo ha. Sau khi kết thúc chuyện tình cảm với Minh Hải, Hòa Minzy chịu trách nhiệm nuôi con trai. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn tạo điều kiện để bé Bo gặp gỡ bố và nhà nội. Hành động văn minh và tinh tế của cô được khán giả ủng hộ. Hiện tại, Hòa Minzy vẫn chưa tìm kiếm mối quan hệ mới. Hòa Minzy tập trung chăm sóc con và phát triển sự nghiệp. Cô nhận lịch trình dày đặc và mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực. Hình ảnh ngày càng xinh đẹp của Hòa Minzy hậu chia tay cũng được khán giả khen ngợi liên tục. Về phía Minh Hải, cuộc sống của anh hiện tại cũng gây được nhiều sự chú ý. Nam doanh nhân được cho là đã có tình mới khi hình ảnh xuất hiện cùng cô gái lạ lan truyền trên mạng xã hội. Dù vậy, anh chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này. Dù không thể ở bên nhau, nhưng Hòa Minzy và Minh Hải vẫn xem nhau là gia đình. Cả hai đều mong muốn mang đến tình cảm đủ đầy cho con trai.